Thưởng Tết luôn là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, bởi theo họ, đó là phần thưởng xứng đáng đối với những nỗ lực và cống hiến của mình trong một năm. Tuy nhiên, khi thông tin về mức tiền thưởng Tết được công bố, thì người vui, người buồn. Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cao nhất lên tới 1 tỷ đồng, nhưng thấp nhất chỉ 50.000 đồng. Cống hiến hết mình cho doanh nghiệp suốt một năm, ai cũng mong chờ tiền thưởng Tết để chăm lo cho cả gia đình một cái Tết đầm ấm. Tuy nhiên, rất nhiều công nhân lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn văn phòng phẩm One Lee Việt Nam tại Hải Phòng đã hụt hẫng khi chỉ được thưởng 100.000 đồng. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng, thì đây là mức thưởng Tết thấp nhất trong số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Với cái mức sống hiện tại bây giờ 100.000 đồng thì là cũng chỉ nói thật luôn là 100.000 đồng cũng chỉ là được mấy ngày ăn sáng thôi. Nếu mà một bữa ăn sáng của mình thì cũng phải mất 10 đến 15.000 và 100.000 đồng nó thật sự là nó không bõ bèn gì. Đối với lại kể cả là một người công nhân hay là bất cứ một người nào cũng thế. Em muốn là doanh nghiệp sao phải thưởng Tết ấy, có một cái thưởng Tết ấy, thật xứng đáng cho công nhân. Tuy nhiên, 100.000 đồng chưa phải là mức thưởng Tết thấp nhất so với cả nước. Theo công bố mới đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại một số tỉnh thành như Bến Tre, Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương thấp nhất chỉ 50.000 đồng. Theo thống kê, đã có trên 83% doanh nghiệp có phương án thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, bình quân khoảng 1 tháng lương. Về xu hướng chung thì về những cái kết quả thu nhận được của chúng tôi thông qua cái chương trình khảo sát lương thì hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng là cái kết quả thưởng Tết năm nay trung bình vào cái mức khoảng 1 đến 2 tháng lương là cái mức trung bình diễn ra về cái mức thưởng của các doanh nghiệp. Bên cạnh các doanh nghiệp có mức thưởng Tết thấp nhất và trung bình thì cũng có doanh nghiệp thưởng lên tới 1 tỷ đồng. Đây là mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn giữa mức thưởng Tết cao nhất và thấp nhất là do hiện pháp luật quy định tiền thưởng dựa trên thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Luật cũng quy định rất là rõ, đấy là khoản khuyến khích mà. Khoản khuyến khích thì bây giờ hai bên thỏa thuận trong hợp đồng, trong thỏa ước rồi. Thế thì bây giờ mức thưởng bao nhiêu, thưởng bằng tiền hay là bằng những cái sản phẩm thì cái này hoàn toàn do hai bên quyết định. Cái luật pháp cũng không quy định. Ở một góc độ nào đấy, pháp luật cũng đã quy định là doanh nghiệp phải tính toán để mà có một cái quy định, phải có cái quy chế về cái tiền thưởng. Thì qua đó cũng đã khẳng định là cái tính bắt buộc doanh nghiệp hiện nay là phải có cái tiền thưởng. Chúng tôi nghĩ rằng có thể luật hóa thêm một bước nữa, làm sao trở thành đây là một cái phần của trách nhiệm của doanh nghiệp. Trên thực tế, tiền thưởng Tết không chỉ mang ý nghĩa động viên người lao động sau một năm làm việc vất vả, mà còn giúp phát triển doanh nghiệp. Bởi khi được trả công xứng đáng, họ sẽ hết lòng gắn bó và phục vụ doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng sẽ tránh được tình trạng thiếu hụt nhân lực sau mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ở thời điểm hiện tại, giá hoa cúc từ 22 đến 25.000 đồng một bó 10 cành. Đây là mức giá khá cao, khiến cho nhiều người hy vọng năm nay sẽ trúng hoa. Thế nhưng chưa năm nào như năm nay, các vườn cúc nở không đồng đều.